Trung Cộng cố gắng trấn an người dân về số heo chết thả trôi sông. Tin từ Thượng Hải, nhà chức trách thành phố Thượng Hải đang cố gắng trấn an người dân sau khi hàng ngàn xác heo đã được phát hiện trên sông Hoàng Phố ở Thượng Hải trong mấy ngày vừa qua, và con số hiện nay đã vượt quá hơn 6.000 con. Bà Hà Tiểu Nghiêm, Phó Giám đốc Y tế một quận ở Thượng Hải cho biết, theo những mẫu xét nghiệm của cơ quan này, người dân có thể an tâm về độ an toàn của nguồn nước sinh hoạt. Nếu có bất cứ vấn đề bất thường nào, chính quyền sẽ thông báo cho các cơ quan có liên quan và cho áp dụng luôn các biện pháp đáp ứng kịp thời. Những xác heo đầu tiên được phát hiện vào hôm 10 tháng 3 vừa qua. Giới chức Thượng Hải đã phải nhanh chóng sử dụng các xà lan để trục vớt xác heo và làm sạch nguồn nước sau khi các chuyên gia y tế cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn có thể xuất hiện từ xác của động vật thối rữa. Tính cho đến nay, các công nhân đã trục vớt được hơn 6.000 con. Bất chấp sự trấn an của các nhà chức trách, nhiều người dân Thượng Hải vẫn tiếp tục bày tỏ mối quan ngại về sự việc này. Sự việc xảy ra trong bối cảnh vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở thành một vấn đề nóng tại Trung Cộng trong thời gian gần đây.